Cam và đội bóng Hải Phòng trong trang phục màu trắng. Dứt điểm. Pha dứt điểm đầu tiên thuộc về các cầu thủ đội khách. Đó là pha dứt điểm của Joseph Emmanuel. Một tình huống phối hợp giữa Doãn Ngọc Tân và Emmanuel, chuyền vừa rồi của Fagan. Thành Đông. Bóng lại đến chân của Fagan. Không được. Fagan xuất hiện trong hai tình huống tấn công liên tiếp của Belo. Phạm Văn Long. Tình huống tấn công bên phía cánh trái. Dứt điểm. Không vào. Vẫn không vào. Hai pha dứt điểm liên tiếp của đội bóng Áo Cam. Người đã bỏ lỡ cơ hội vô cùng đáng tiếc vừa rồi có lẽ là Gasisu. Như vậy đến sẽ không thường xuyên, không nhiều với SHB Đà Nẵng. Một tình huống tổ chức tấn công rất có ý đồ và có nét. Đường truyền tuyệt vời của Phạm Văn Long. Có Hà Đức Trinh, có Thanh Hải, Đông Nhật, Anh Tuấn. Dứt điểm. Không vào. Một pha dứt điểm sở trường của Đặng Anh Tuấn rõ rệt hơn trong khoảng 5 phút đã qua. Một khoảng trống rất lớn đã thuộc về Đặng Anh Tuấn. Đủ không gian, thời gian đang quan sát. Nhưng rất tiếc là Emmanuel không vào. Nhưng 14, Joseph Emmanuel được bố trí đá ở vị trí hậu công, nhường suất trung phong cho Jomili cho câu lạc bộ Hải Phòng. Thì họ biết sai đã từng đánh đồ. Thì muốn treo bóng. Đội lô. 1-0 cho em Đà Nẵng. Nhưng rất tiếc. Lại phải một lần nữa nhắc lại. Các cầu thủ SHB Đà Nẵng đã bị thổi phạt về vệ. Đỗ Viết Lô đã có 2 pha dứt điểm vừa rồi. Đầu tiên là pha đánh đầu sở trường. Theo góc nhìn của chúng tôi thì Đỗ Viết Lô đã việt vị, thì Lâm Quý càng thêm củng cố vị trí của mình trên hàng tiền vệ. Ở những phút cuối cùng của hiệp thi đấu đầu tiên, pha dứt điểm vô cùng bất ngờ của Andre Fagan. Bàn thắng thứ 3 của cầu thủ người Jamaica đã đưa Hải Phòng vượt lên dẫn trước. Một pha xử lý cơ bản, khống chế bóng bằng ngực. Thêm một tình huống dẫn bóng và pha dứt điểm vào chân trái. Dẫu cho đó không phải là chân thuận của Fagan, nhưng trái bóng bị rất căng và hiểm hóc. Đánh đầu. Người đã chạm bóng là Gasisu. Phía bỏ mặt nhiều hơn về phía cạnh của Văn Toản. Bên cạnh thủ môn Thanh Bình thì các cầu thủ khác của đội chủ nhà có số 6 Đặng Anh Tuấn, số 10, số 11 Phạm Văn Long. Đánh đầu. Pha dứt điểm của Gasisu. Nhưng Văn Toản đã chơi tốt trong tình huống vừa rồi. Nên trong phần còn lại của trận đấu, đường truyền rất tốt là của Bernardo. Gasisu đã chiến thắng trong tình huống, nhưng thực tế chất lượng của những đường truyền bên phía đội chủ nhà chưa tốt. Đánh đầu, dứt điểm, không đều. Chúng tôi đang nói về những tình huống phối hợp. Thì ở phút thứ 74, đội chủ nhà đã có được bàn gỡ hòa. Một pha sẽ tiếp tục tấn công để tìm kiếm bàn nâng tỷ số. Đỗ Bên Lô vẫn rất mạnh trong những tình huống bật cao và đánh đầu. Pha kiến tạo rất vừa tầm, đúng với đà băng xuống của Đặng Anh Tuấn. Một pha dứt điểm bóng sống rất hay của số 6. Sau khi có được bàn thắng gỡ hòa, Đỗ Huy Toàn không có gì nguy hiểm.
trọng tài Ngô Duy Lân đã thổi còi kết thúc 90 phút trận đấu giữa hai câu lạc bộ SHB Đà Nẵng và Hải Phòng. Cuối hiệp 1, Andre Vagan giúp Hải Phòng vươn lên dẫn trước, nhưng sang đến hiệp 2, bàn gỡ hòa của Đặng Anh Tuấn đã giúp cho đội chủ nhà giành được 1 điểm.